xin ạ. Chào bà đi, bà đi. Một thuốc cho bố mẹ. Ông ơi, này con nó viết thư về để nó gửi thuốc cho ông về để cho ông uống thế này ông này. Trời ơi, sao không lấy? Không lấy nó gửi thuốc cho kia về để tôi đun cho ông uống như thế nào. Thôi. Con trai gửi cho bố mẹ. Con nhớ bố mẹ quá, con gửi thuốc về cho bố uống, cho bố khỏe. Tôi đi sắp thuốc cho uống nha. Thank you.
Uống về. Nó khỏe lên chứ. Nó không về không uống. Nó không về không uống, nó khắc về, nó mai nó khắc về. Mai tôi thuốc độc rồi chứ.